Có ai mà mua một bộ cọ về mà nó có quá nhiều cây xong không biết sử dụng không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về các cái công dụng của từng cây cọ nhá. Thật ra một bộ cọ khi mà mình mua về nó không có bắt buộc mình phải dùng cây nào và mục đích gì đâu. Mình thích dùng mục đích gì mình cảm thấy thuận tiện là được. Mình sẽ dùng cây cọ này để bôi kem lót. Cọ đánh kem nền nè. Thường thì đánh nền ấy, mình có thể tăn nền bằng cọ hoặc là mình có thể dùng mút cũng được. Đây là cọ dùng để phủ phấn này, sẽ là cây cọ bông to như thế này. Phủ phấn khô rồi thì sờ vào da thoải mái mà không sợ bị chui trượt nền nhá. Thường thì khi mà đánh khối mình sẽ sử dụng cây cọ vát như thế này. Ví dụ như những cây cọ vát nhỏ ấy, thì mình sẽ dùng để đánh khối mũi, còn cọ vát to thì mình sẽ dùng để đánh khối hàm. Cọ đánh phấn má nè. Mình có cái cây cọ quạt này. Mình nhớ là ngày xưa ấy, mọi người hay dùng cái cây cọ để đánh highlight thì phải. Nhưng mà mình ấy thì mình hay dùng để phủi như thế này. Mỗi khi mà cái bột phấn hay là nó cái gì đấy nó bị rụng ra hay là bụi chẳng hạn, nó sẽ bị dính vào da mặt thì mình sẽ phủi nó đi. Đây là cọ phấn mắt. Và cả đây nữa. Lý do mình có nhiều cọ phấn mắt là bởi vì mình sẽ đánh nhiều màu ấy và còn có nhiều sự lựa chọn nữa. Mắt trên này, mắt dưới này, màu nhấn này, màu nhũ này, rồi còn cả cái cọ bọng mắt, cọ để kẻ mắt các thứ rất là nhiều. Thế cho nên là mình thường có nhiều cây á. Thôi những cái cây cọ dẹt như thế này ấy, mình thấy hay dùng để tém lông mày thôi, nhưng mà bây giờ thì mình cũng dùng để vào làm cọ mắt luôn. Mình sẽ dùng để đánh bọng mắt này hoặc là mình có thể đánh phấn mắt vào cái phần eyeliner này nữa, cũng rất là hay. Cọ môi nè.